Rồi chào bác nha, hôm nay mới đem về được con Cupata M600 nha bác. Su hái nha, 600 su hái. Máy rất là đẹp luôn. Này, đang đi vỏ hầm bự luôn nha bác. Con này gì đủ 3 món gì trên 300 nha bác. Còn mỗi mình máy gì em giao cho các bác khoảng 200 mấy thôi. Đủ 3 món gì trên 300. Này, máy rất là cực kỳ đẹp luôn nha bác. Nó đang đi là một cái lam ủi nha, dưới cài xế ủi. Đủ 3 món đồ chơi của em nó luôn nha bác. Đủ 3 món đồ chơi gì trên trên 300. Còn mỗi mình máy này em ra cho bác khoảng 200 mấy thôi, là bao vận chuyển về tới nhà hết nha bác. Này, xe rất là cực kỳ ken luôn. Này, hai quả đầu đèn ngoài trước nha bác, rất là sáng luôn này. Này, cái lam ủi nè, nhìn cực kỳ là ngầu luôn nha bác. Này, 6040 su hái nha. Vỏ sau đang đi vỏ hâm lớn luôn nha bác. Vỏ hâm lớn luôn. Rồi ra sau đùi nha. Sau đùi của em nó này. Này, nguyên bản hết nha bác. Nguyên bản hết. Xe này còn cực kỳ là ken luôn. Để ra phần đuôi chuột, đuôi xế này. Cái phần đuôi xế nè. Đuôi xế còn vuông luôn nha bác. Vì dòng Cupata M600 này với xài turbo nha. Turbo còn gọi là chụp bô nha bác. Động cơ nha bác. Phần động cơ này. Động cơ của em nó rất là ken luôn nha. Này phần bơm luôn nè, con bé ở trên nha bác. Này phần con bé nè, rất là ken luôn. Nồi nha, nồi là nguyên bản, nguyên zin hết nha bác. Này, xe cực kỳ là chắc luôn các bác ơi. 6040 su hái nha. Này, gọi vô phần số nha bác. Này, phần số này, phần số cực kỳ là ken luôn nha. Này 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 này. Còn này, còn nồi là nguyên bản, nguyên zin nha bác. Nồi là nguyên bản, nguyên zin. Động cơ này, động cơ cực kỳ là nét luôn, động cơ cực kỳ là chắc luôn nha. Này cũ cấp đời nha bác, cũ cấp đời này còn màu hết nha. Vì cái dòng Cupata M600 này đi xài turbo nha, tiếng máy nổ rất là đã luôn. Này, cái phần gấp bên trong nha bác. Này này này, phần gấp bên trong này. Thì con này nó đang đi là cài xế ủi nha bác. Con này nếu giao cho bác đủ 3 món đồ chơi luôn. Giá 300 mấy nha bác. Còn mỗi mình máy gì 200 mấy thôi nha, mỗi mình máy gì 200 mấy. Giá đó là em sẽ bao vận chuyển về tới nhà cho bác hết nha. Con này có mua che nắng đầy đủ hết nha bác. Này, hai cái gương của nó này, hai cái gương còn rất là đẹp luôn. Ghế ngồi này, này sàn này nha bác. Này, 6040 su hái nha, động cơ cực kỳ là đẹp luôn. Này này này, này ngoại hình của em nó này các bác. Các bác nào có gần dòng Cupata M6040 su hái này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Hàng vừa mới về luôn các bác ơi. 6040. Sao đồ của em nó này, nguyên bản hết. Này, vỏ gì em nó đang đi vỏ hâm lớn luôn nha. Vỏ hâm lớn, vỏ Otani nha các bác. Rồi, để test máy cho bác xem nha. Này, 6040 nha, 6040 su khái nha bác. Xe còn rất là đẹp luôn nha. Này, động cơ nè, rất là chắc luôn các bác ơi. Nồi đồ nè. Rồi, nổ máy đi. Bô nổ rất là đã luôn các bác ơi. Rồi tới lôi đây. Các bác nào có càng dầm Cupata M600 su hái này thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Rồi tới hắn ơi. Tới hắn. Này hắn nha các bác. Rồi bên đây. Hắn đạp bên nào là ăn bên đó nha. Xe cực kỳ là chắc luôn các bác ơi. Con này mà đủ 3 món đồ giá hơn 300 nha bác. Còn mỗi mình máy về giá khoảng 200 mấy thôi là bao ship vận chuyển về tới nhà nha. Này. Rồi. Các bác nào có cần dùm của ta M6040 su này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Hotline của cửa hàng là 03 8955 92 nha bác. Địa chỉ ấp Long Bình A, xã Hậu, Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp.